Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amply có model là Denon PMA940V. Đây là dòng Amply cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu đen. Dòng Denon PMA940V Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 205W. Đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc phù hợp, loa có trở kháng từ 6 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 6 ohm, công suất ra mỗi loa là 125W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 105W, tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass từ 30 thậm chí 40 cm. Thì dòng 940V này đánh rất tốt. Chất âm của dòng 940V, tiếng bass rất mạnh mẽ, uy lực, mid chép sáng chi tiết, phù hợp với đa thể loại nhạc. Các bạn có thể nghe nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng, các bạn có thể nghe những dòng nhạc trẻ, những dòng nhạc tiết tấu nhanh, non top remix gì đó, nó đều thiện rất tốt. Với kích thước chiều ngang là 43,4 cm, đúng sạch chuẩn Denon, cao 13,9 cm và hậu sâu là 41,4 cm và máy mặt nặng 10,6 kg. Đập vào mắt các bạn sẽ thấy một chữ Denon nổi rất đẹp ha. Ở đây là kinh cầu chuyển AB, đây đường thu các bạn ít sử dụng. Ở đây bass, treble, ba lăng. Ở đây volume cầm rất chắc tay, còn một cái khứa phía ngoài, phía trong những chỉ số các bạn rất dễ theo dõi. Bass đây bạn, đó, mạnh mẽ. Treble, các bạn lưu ý là bass treble thì bạn ứng tone cho mình thôi, các bạn nhả ra thì nghe direct, không chỉnh được. Test monitor, đường này mình ít sử dụng. Đường Rosetta Slot là khi các bạn sử dụng kết nối cái đường sau rồi Rosetta Slot thì bạn bật qua, hoặc là cái đường Subsonic On là dành cho kim âm đường thang, còn không bạn bật off cho mình nhằm chống nhiễu ha. Ba lăng này các bạn, phải trái rồi, rất cân bằng mà ha. Lao nét nè, mạnh mẽ ha. Rồi, rất đẹp luôn các bạn. Mặt của nó tất cả còn nguyên nguyên bản, chữ nghĩa còn rất sáng, rất mới nha các bạn. Dù được sản xuất vào năm 1985 được như vậy là rất đẹp nha các bạn. Đây là bản nâng cấp, bản ra đời sau của dòng 940V. Nó được cải tiến về chất âm và về thiết kế nội ngoại thất nha các bạn. Rồi, mình quay tổng thể mặt sau trước cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn tổng thể mặt sau con này cũng còn tương đối rất đẹp các bạn. Dù được sản xuất vào năm 1985, ở đây đường phono, đường CD, tinner, video 1, video 2 và test 1, test 2, replay. Cũng còn rất sạch, rất trắng nghe các bạn ha. Rất trắng các bạn. Ở đây là đường Rosetta Slot ha, thì có đường in out ha. Rồi thông tin là model PMA940V, số RI 84232, IC 100V và 205W. Made in Japan nghe bạn. Ở đây đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 6 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trở kháng từ 12 tới 16 ohm ha. Ở đây có một AC outlet với total là 250W, nhận đầu CD dạy mã lọc xì, sử dụng điện 100V, các bạn đưa đây cho đỡ lòng thòng dây. Dây nguồn zin và dây nguồn dính cũng còn rất mềm các bạn. Rồi, để mình mở nó thức cho các bạn xem luôn. Đây dưới nó màng như vàng, bảy màu, sắc xi bảy màu. Nhìn vào tổng thể nội thất đó là các bạn sẽ thấy một tăng phô ha. Là bên trái nó còn chữ phía trên. Tăng phô dòng này thì có một lớp keo chống giật nha các bạn, bao qua. Trải qua thời gian thì nó sẽ nâu nâu nha các bạn. Đó, bốn tụ lọc nguồn đây nè các bạn, nằm trị số tụ 71V và 8200 microfarad. Bốn tụ đều giống nhau, để em quay cận cảnh cho các bạn xem. Rồi, bốn tụ đều giống nhau. Tại gia nhiệt, tương ứng tại nhiệt này sẽ có dưới sẽ có bốn sò nha các bạn. Đó, bốn sò lớn, hai đít lớn. Ở đây bo mạch tín hiệu đầu vào nè các bạn. Mặt đầu các bạn nhìn nè, như mới luôn các bạn ha, rất đẹp, không tìm. Rất là sáng, sạch sẽ. Đây bo mạch tín hiệu đầu vào nè các bạn. Và đây bo mạch tín hiệu phần rè nằm phía trước nè, chiếc áp volume nè các bạn. Chiếc áp volume nè các bạn.
xương sắc là còn rất trắng các bạn. Đây, hai ba mặt công suất với trái với phải nha các bạn. Rất đẹp các bạn, xương sắc. Bên trái trắng phao luôn các bạn ha. Rồi mình quay sườn sắc bên phải cho các bạn xem luôn. Đây, sườn sắc bên phải cũng trắng bao luôn các bạn. Tất cả còn nguyên sinh nguyên bản nha các bạn, rất đẹp các bạn. Các bạn nhìn những bo vỉ mạch là các bạn biết độ mới ha, máy mình về còn trạng rất mới các bạn. Rồi để sẵn mình cho các bạn xem mặt đáy luôn. Đây, nắp đáy của nó cũng còn rất trắng nha các bạn. Mình sẵn mình mở cái ốc này ra cho các bạn xem mặt đây luôn. Chân thẳng nó còn rất sáng nha bạn. Ở trong là không bị gãy xét nha bạn. Ở đây là nhìn vào là các bạn sẽ thấy bốn con sò còn sexy bảy màu các bạn. Những ốc là các bạn biết được mới ha. Tất cả còn nguyên sinh nha. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn luôn. 2SA1215 2SC2921 2SA1215 và 2SC2921 trùng cặp nha bạn. Cái này 2921 là trùng với con trên nha các bạn. Trùng cặp sò nha bạn. Tất cả còn nguyên sinh bo mặt vỉ mặt là còn xanh lè luôn các bạn. Tất cả còn nguyên sinh nguyên bản rất đẹp nha bạn. Dòng này các bạn mua về ngay trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị ngay sưu si tầm nha các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc để mình gắn mình hạ máy xuống cho các bạn xem. Mình có một tay mình quay hơi khó khăn nha các bạn. Bạn thông cảm. Đó các bạn nhìn con ốc ở đây là 7 màu nha các bạn. Mình bắt một con lên. Những ốc đáy dưới nè các bạn còn 7 màu. Cái nắp của nó ở trên là không thể xuống không hướng móc. Cái nắp của nó nắp sân dinh luôn nha các bạn. Hạ máy xuống. Rồi mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chiếc âm dòng âm ly BMA940V mới về. Ở đây ngõ vào thì có CD, phono, đèn sáng ha, tùy loại kim âm để thay các bạn chọn. Ngoài ra nó có tuner video 1, video 2 là những ngõ rời xa thông thường. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Lang thang trên phố, trong mắt vui một giấc, người yêu thương chưa có.
cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn con âm ly có model là đời 5 PMA940V, mình về tình trạng còn nguyên sinh nguyên bản và còn rất đẹp nghe các bạn. Nội thất đáy dưới rồi các bạn nhìn rất sáng rất mới, đặc biệt cái giá mình bán ra rất tốt. Đó, mình bán với giá chỉ là 14.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn mà nào cốt mình không bao ship. Giá này là rất tốt dành cho một con âm ly có model là 940V. Máy bán ra mình vẫn bảo hành cho các bạn 3 tháng nên các bạn an tâm mua về ngay trong bài sử dụng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.